Đỗ Thị Hà là người đẹp châu Á duy nhất lọt top 13 top model tại Miss World 2021. Vượt qua 123 thí sinh, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã trở thành đại diện duy nhất của châu Á lọt vào top 13 phần thi top model tại Miss World 2021. Vào tối ngày 6 tháng 12 theo giờ Puerto Rico, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng các thí sinh của Miss World 2021, tức Hoa hậu Thế giới năm 2021, tham gia phần thi top model. Theo format cuộc thi năm nay, các thí sinh trình diễn đồ của nhà thiết kế Puerto Rico, sau đó diễn đồ của nhà thiết kế trong nước. Phần thi không được livestream trực tiếp nên khán giả vô cùng mong chờ kết quả từ Đỗ Thị Hà và không phụ lòng mong đợi của khán giả nước nhà. Cô đã lọt thẳng vào top 13 và là đại diện duy nhất của châu Á có tên trong danh sách này, bên cạnh đại diện của Pháp, Venezuela, Cameroon, Puerto Rico, Mexico, bờ biển Nga, vân vân. Khi trình diễn trang phục của nhà thiết kế trong nước, Đỗ Thị Hà đã diện chiếc đầm màu xanh mang tên cô, với họa tiết giống như giải ngân hà của nhà thiết kế Đỗ Long. Trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long trong phần thi top model của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà thiết kế nằm nổi bật ưu điểm trên của nàng hậu là đôi chân dài 1,11m. Sau 17 ngày dự thi Miss World, Đỗ Thị Hà luôn cập nhật những hình ảnh mới nhất và hoạt động của mình để tương tác với khán giả tại quê nhà. Mới đây, cô bất ngờ thông báo thay đổi bài nhạc trong phần thi bán kết tài năng. Hoa hậu sẽ chơi ca khúc Despacito bằng đàn tarung. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chia sẻ như sau: Hà nghĩ đây sẽ là sự giao thoa tuyệt vời giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và giai điệu đặc trưng của đất nước nơi Hà đang dự thi Miss World. Nó cũng như một món quà nho nhỏ Hà muốn gửi tặng đến Puerto Rico. Chung kết Hoa hậu Thế giới năm 2021 lần thứ 70 sẽ diễn ra vào tối ngày 16 tháng 12 tại San Juan, Puerto Rico. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.